Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách, đó là kiểm tra giấy phép lái xe của mình vào một cái trang web xem thật hay giả nha các bạn nhé. Bởi vì hiện nay có rất là nhiều các cái tiện ích hoặc là phần mềm chỉnh sửa ảnh xem cái bằng lái xe của mình thật hay không nhé. Thì các bạn có thể thấy ở trên này có rất là nhiều đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé. Rồi, điều đầu tiên chúng ta vào google.com.vn nha các bạn nhé. Chúng ta có giấy phép lái xe nha các bạn nhé. Rồi, trang trên cùng nha các bạn nhé, nó xuất hiện này, trang thông tin giấy phép lái xe nhé, gov.vn này. Chúng ta kích vào, ở phía bên tay phải các bạn có một khung ở đây nhé. Đây, cái khung này thì các bạn có thể thấy ở đây nhé. Bây giờ mình lên mạng mình tìm một cái giấy phép lái xe có rất là nhiều đúng không các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái bất kỳ nha các bạn nhé, mình kiểm tra nhé, cái trên cùng này. Rồi, ở giao diện đây các bạn, ở đây giao diện trang thông tin giấy phép lái xe nha các bạn nhé. Chúng ta kéo ra này, ở đây số giấy phép lái xe này các bạn có thể thấy ở đây, số ở đây nhé. Bây giờ mình gõ vào này, ở chỗ này 74001 này, 74011800357. Rồi, ngày tháng năm sinh nha các bạn này. Các bạn để ý ở đây có định dạng này, năm này, tháng và ngày nha các bạn nhé. Các bạn gõ giống như này. Bây giờ gõ này 1977 này, không cách ra nhé các bạn nhé, 09 này 13 đúng không, mã bảo vệ các bạn này 3HRVKYY, chúng ta tra cứu đây, Lê Văn Trung này các bạn này, các bạn thấy chưa, cái giấy phép lái xe này là thật nhé các bạn nhé. Đây, Lê Văn Trung này, sinh năm này, Thành phố Hồ Chí Minh nhé, ngày cấp này, đây, ok. Đấy, chúng ta rất là đơn giản, chỉ mấy bước là kiểm tra cái giấy phép lái xe thật hay giả nha các bạn nhé. Rồi, các bạn thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ admin nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.